Bournemouth đối đầu Chelsea, sự xáo trộn đội hình gây khó khăn. Nhận định trước trận đấu Bournemouth vs Chelsea 2 trong 3 vòng gần nhất tại Premier League, Bournemouth đều là đội dẫn bàn. Nhưng cuối cùng họ thua 2, hòa 1. Từ đầu mùa, Bournemouth mới bỏ túi 2 điểm và lẹt đẹt đứng trong nhóm cuối. Chứng kiến tình cảnh của các học trò, huấn luyện viên Andoni Iraola đã thừa nhận đội bóng của mình đang gặp khó khăn lớn và phải mau chóng đứng dậy. Đúng là huấn luyện viên Iraola phải cảnh báo các học trò, bởi với 2 điểm sau 4 trận đầu, thầy trò ông đang giành được ít điểm hơn so với mùa giải phải xuống hạng gần nhất là năm 2019-20. Hôm nay, mục tiêu cải thiện thành tích của họ sẽ gặp nhiều trở ngại vì đối thủ của câu lạc bộ này là kẻ cùng đường Chelsea. Phong độ, lịch sử đối đầu Bournemouth vs Chelsea. Kết quả thi đấu của gã nhà giàu thành London, đặc biệt là trên sân khách, là cực kỳ tệ. 3 chuyến đi xa gần nhất họ toàn thua. Nhìn xa ra thì 7 trận xa nhà vừa qua, câu lạc bộ này thua tới 6, chỉ thắng 1. Và thắng lợi hiếm hoi ấy diễn ra trước chính Bournemouth. Trên sân nhà, Bournemouth thua tới 7 trong 12 trận gần nhất. Họ cũng trắng tay ở 6 phần 7 chuyến tiếp đón Chelsea gần nhất. Thống kê trên phần nào chỉ ra các vấn đề của hai câu lạc bộ. Qua những gì đã thể hiện từ đầu mùa, có thể thấy nguyên nhân chính đến từ sự xáo trộn đội hình quá đà của cả hai. Chelsea không bất ngờ khi là đội chi nhiều tiền nhất cho các tân binh. Họ ném tới 462 triệu euro để chiêu mộ gần như một đội hình khác. Nhưng Bournemouth không hề kém cạnh. Tổng chi của họ trên thị trường chuyển nhượng hè 2023 là 126 triệu euro, cao nhất lịch sử của câu lạc bộ và cao nhất trong số các đội nằm ngoài nhóm 7 đại gia của ngoại hạng Anh: MU, Arsenal, Tottenham Hotspur, Chelsea, Liverpool, Newcastle và Manchester City. Vì vậy, cả hai thực sự cần thêm thời gian để tìm được sự ổn định. Trên sân khách, phong độ của Chelsea đang